Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị thính giả nghe đọc chương 9 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 9 này có tựa đề là Tản Cư 1946, dành cho chuyện kể của người cha dượng của Long. Tóm tắt kỳ trước, người cha dượng của Long kể về những sự kiện ông chứng kiến xảy ra ở Hà Nội trong năm 1945-1946. Cậu bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao cùng là người Việt với nhau mà không đoàn kết được để cùng đấu tranh giành độc lập, mà ngược lại còn dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại nhau chỉ vì cái nhãn hiệu quốc gia hay cộng sản. Dần dần cậu xa lánh không khí ngột ngạt của Hà Nội và về Hà Đông gần quê mình hơn. Một hôm cậu đi qua làng Vồi và ghé vào quán nước của một bà cụ ở ven chợ. Có người con gái giúp bà bán hàng và đứa cháu ngoại chạc hơn 2 tuổi quanh quẩn bên quán. Cô hàng tươi tắn mời khách, cháu bé xinh xẻo ngoan ngoãn, thấy rõ là lai Tây. Sau lần đầu đó, lâu lâu cậu trở lại quán và lân la làm quen với mợ con. Con cũng đoán đó chính là quán của bà ngoại con. Càng ngày cậu càng có thêm cảm tình với mợ con. Và một hôm bà ngoại con kể chuyện của mợ con trong Sài Gòn như thế nào mà có con lai Pháp. Cậu cũng tâm sự về hoàn cảnh gia đình của cậu. Đã có vợ ở quê do mẹ cưới, nhưng cậu dứt khoát không sống với người vợ đó vì không có gì hợp nhau cả. Càng ngày cậu càng thêm thân thiết với gia đình con. Có thể nói tình yêu đến lúc nào không biết, nhưng thời đó đâu có thổ lộ như bây giờ. Và lại mợ con vẫn còn mang vết thương lòng chưa lành hẳn, nên không nghĩ gì đến chuyện làm lại cuộc đời. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh bùng nổ, có lệnh tiêu thổ kháng chiến. Người dân trong vùng Pháp kiểm soát phải tản cư đến các vùng Việt Minh kiểm soát, mang theo đồ đạc tối thiểu, những gì còn lại phải giấu kín hoặc tiêu hủy để địch không dùng được. Đối với những gia đình khá giả, đây là một quyết định đau lòng. Còn đối với người nghèo thì dễ dàng ra đi chẳng có gì hối tiếc. Gia đình họ hàng xa gần của ông Phó, cả thảy gần 30 người, lớn bé, kể cả trẻ con, sẽ đi chung một đoàn. Bà ngoại và mẹ của Long, bồng bế Long, cũng tháp tùng đi chung với đoàn người đó. Chỉ còn ông Phó và bà Phó già ở lại để giữ nhà. Lúc đó cậu đã thương mợ con rồi, không muốn xa mợ nên xin phép bà cho đi cùng. Cảnh gia đình không có đàn ông trong lúc tản cư cũng có nhiều gian nan, nên bà ngoại con bằng lòng cho cậu đi theo. Thế là thu gọn vài cái quần áo, nồi niêu bát đũa, cho vào một cái thúng. Cái thúng kia để con ngồi, phía trên thúng khum chiếc chiếu dưới cái quang để che mưa nắng cho con. Và cứ thế, đoàn người đi bộ, mỗi gia đình gánh theo hai cái thúng đựng gạo và ít đồ dùng hay có em bé ngồi. Cậu cũng gánh giúp bà và mợ, nhưng vì không phải người nhà quê gánh quen hàng ngày nên không thể gánh lâu được. Mệt đã đành, nhưng lại còn bị toét cả vai, đau không chịu được. Nên cứ phải thuê người gánh từ làng này sang làng kia. Người gánh thuê quay về làng của người ta, mình lại thuê người làng mới tới gánh đi tiếp. Phải nói lúc đó, tinh thần người dân rất cao. Phong trào tản cư ở miền Bắc đâu đâu cũng có. Nhưng rồi mọi sự cũng không suôn sẻ như mình tưởng. Khi đến vùng Việt Minh, đoàn người phải qua một trạm kiểm soát. Họ cũng sợ có gián điệp trà trộn vào đám người tản cư, nên phải làm trạm kiểm soát như thế. Tất cả đoàn người đều qua lọt hết. Riêng đến mợ con thì gặp rắc rối. Họ quy cho mợ con là Việt gian, vì họ thấy con lai Pháp. Thời đó bị quy là Việt gian là ghê lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Mợ con khóc lóc van xin, nhưng họ nhất định bắt giữ lại để điều tra. Họ bắt mợ leo lên một cái chòi cao, phải leo lên bằng cái thang. Xong rồi họ rút thang đi. Họ nói chờ đến trưa có cấp trên đến sẽ tra hỏi cho ra nhẽ. Họ xua tất cả đoàn phải đi trước, không được chờ mình. Thế là cả đoàn phải ra đi, riêng bà và cậu nhất định ở lại chờ, nhưng phải ra ngoài xa xa ngồi đợi dưới một gốc cây. Chưa khi nào cậu thấy thời gian đi chậm như vậy. Đến gần trưa, thấy có một người đứng tuổi, ăn mặc kiểu bộ đội, từ xa đến bước vào trong trạm kiểm soát. Người này trông có vẻ chững chạc hơn bọn trẻ kiểm soát sáng nay, chắc là bọn du kích địa phương. Rồi thấy họ bắc thang lên cái chòi cho mở xuống, dắt vào trong trạm. Một lúc sau, một tên du kích bước ra, đến chỗ cậu ngồi, nói, cậu vào trong nhà có việc. Khi vào thì không thấy mợ con đâu cả, chỉ thấy người mặc quần áo bộ đội ngồi sau cái bàn hỏi cậu. Anh có phải là chồng của chị có đứa con lai không? Câu hỏi quá bất ngờ. Có khi nào cậu lại nghĩ là họ sẽ hỏi vớ vẩn như thế? Nhưng có một sức mạnh thôi thúc cậu trả lời không đắn đo. Phải rồi, tôi là chồng. Dĩ nhiên là cậu nói dối. Nhưng tại sao có thể nói dối dễ dàng, nói dối tự nhiên như vậy? Chắc hẳn là được thôi thúc bởi tình cảm cậu đã có mà chưa dám thổ lộ. Cái ước muốn tự đáy lòng mà cậu không dám nói ra, thì bây giờ đây, có cái duyên nào đó đã xui khiến để cho người bộ đội ngồi trước mặt cậu nói ra thay cho cậu. Người đó gọi mợ từ một căn phòng phía sau ra, trả lại giấy tờ và nói, chị đi với chồng con chị đi, tôi thấy chị không phải Việt gian. Con thử tưởng tượng nỗi vui mừng của tất cả, từ bà ngoại con đến mợ đến cậu và cả con nữa. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ trong hồi hộp, không biết số phận mợ sẽ ra sao. Mợ con kể là họ nhất định đổ cho mợ là Việt gian, do Tây gài vào vùng giải phóng để làm gián điệp. Mợ phải kể họ nghe câu chuyện của mợ, một câu chuyện phần thì có thật, phần thêm mắm muối và cũng có phần không thật tí nào. Khi tôi sống ở Sài Gòn với gia đình cha mẹ, tôi đã có chồng người Pháp và kết quả là đứa con lai đang ở ngoài kia với bà ngoại nó. Nhưng tôi đã sớm nhận ra được sai lầm của mình nên đã bỏ chồng Pháp trong Sài Gòn, trở về quê ngoại và nay tôi đã có chồng người Việt đang đợi tôi ngoài kia. Mợ con kể là phải nói thế trong cơn nguy khốn. Mong cậu thông cảm cho hoàn cảnh đó mà không chê cười. Nhưng khi mợ con thấy họ gọi cậu vào để đối chứng thì run quá. Không biết hậu quả sẽ ra sao nếu cậu trả lời thật rằng cậu không phải là chồng. Cậu nói đó là trời run rủi cho cậu nhận là chồng. Vì thật ra đó cũng là ước muốn thầm kín của cậu từ bấy lâu nay. Đó chính là cách cậu tỏ tình với mợ con, một cách tỏ tình chẳng giống ai cả, nhưng đó là hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh hiểm nguy đến tính mạng. Và cũng là thời buổi cách mạng, thời buổi không có cái gì bình thường cả. Nhưng con người vẫn phải sống, vẫn phải yêu. Qua giây phút vui mừng vì đã thoát hiểm, đến giây phút lo âu. Đi đâu bây giờ? Đoàn người tản cư gần 30 người già trẻ lớn bé đã đi từ lâu rồi, không sao bắt kịp được nữa. Lúc đó, cậu mới nghĩ ra là cậu có ông chú ruột ở phủ Đoan Hùng trên Phú Thọ, cách 2 ngày đường. Ông chú có cái đồn điền, ngày xưa cậu đã lên chơi trên đó rồi, chắc ông sẽ cho mình tá túc. Gọi là đồn điền nhưng không phải bao la bát ngát như những đồn điền trong Nam đâu, chỉ là mảnh đất rộng, trồng cây ăn trái thôi. Thế là lại tiếp tục đi, rẽ về hướng Phú Thọ, lếch tha lếch thếch, vừa đi vừa hỏi đường. Thật là một thời kỳ lạ lùng, một thời kỳ người ta dám bỏ nhà, bỏ cửa ra đi khổ sở đến một nơi bất định. Chỉ vì tự đáy lòng mọi người được thôi thúc
phải đóng góp gì đó cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Và khi lên tới đồn điền của ông chú thì chẳng khác gì gặp được thiên đường sau mấy ngày lội bộ vừa mỏi mệt vừa lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nữa không sau vụ mợ con suýt bị bắt. Ông chú và cả gia đình ông đều mừng rỡ vồn vã đón tiếp cậu và cả nhà. Ngày xưa thời còn trẻ, cậu có lên chơi vài lần, ông chú thương cậu lắm, nên bây giờ cậu đến mang theo cả bà ngoại con, mợ con và con cũng không thành vấn đề. Thời buổi ngày xưa khác bây giờ, và lại trên vùng nhà quê người ta hiếu khách lắm, nhất là đang thời kỳ loạn ly. Hơn nữa, ông chú tương đối giàu có so với dân quê trong vùng, nhà cửa rộng rãi, có một cái nhà ngang cho cả gia đình mình ở. Gọi là giàu, nhưng con không thể so sánh với nhà giàu trong Nam bây giờ đâu. Không phải ngồi mát ăn bát vàng đâu. Cả gia đình phải làm việc vất vả, dù có người giúp đỡ. Có điều ông có dư giả lúa gạo, ăn uống không phải lo bữa no bữa đói. Thế là đã tốt lắm rồi. Ngày ấy dân chúng sống khổ lắm. Sau khi đã tươm tất chỗ ăn chỗ ở, cậu xin ông chú tác thành chồng vợ cho cậu và mợ con. Phong tục xứ mình, muốn thành vợ chồng phải qua gia đình hai họ. Mặc dù trong trường hợp của cậu và mợ con rất đặc biệt, không phải do gia đình mai mối. Cậu mồ côi cha từ nhỏ nên chú thay cha là chuyện bình thường. Mợ con cũng mồ côi cha từ nhỏ nên mẹ thay cha cũng tạm được. Theo tập tục, người ta vẫn chuộng một người đàn ông trong gia đình hơn là một người đàn bà. Dù là mẹ ruột, nhưng hoàn cảnh gia đình mợ lúc đó thì không ai khác được. Sau lần mợ con khai ở trạm kiểm soát rằng cậu là chồng để thoát nạn, cậu được thể thuyết phục mợ con lấy cậu. Số phận đã an bài như thế rồi. Đó là lý lẽ cậu đưa ra. Mợ con cũng siêu lòng nhưng đặt cho cậu nhiều điều kiện. Thứ nhất là mợ không muốn làm vợ lẽ, cũng không muốn làm dâu, cậu phải dứt khoát hẳn người vợ đầu thì mợ mới thuận lấy cậu. Điều này cũng không khó gì cho cậu vì từ trước đến giờ cậu vẫn có ý đó và xem như đã dứt khoát rồi, dù vợ trước của cậu vẫn sống với mẹ của cậu. Coi như cậu đã thoát ly gia đình, đi sống cuộc đời phiêu bạt từ nhiều năm rồi. Thứ hai là mợ muốn để bà ngoại con sống với gia đình, vì bà ngoại không có thân nhân nào khác nữa. Ông Phó thì đã trở về nhà sống với bà Phó già. Điều này đối với cậu là hiển nhiên, và lại cậu vẫn có nhiều cảm tình với bà. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, mợ muốn cậu phải xem con như con ruột, phải thương yêu con giống như những đứa con sau này của cậu. Điều này không cần nói ra, cậu cũng đã nghĩ thế rồi. Thế là đám cưới được tổ chức tại đồn điền của ông chú, có thể gọi là đám cưới thời loạn được. Vì chẳng có rước dâu, chẳng có xác pháo nhà ai tả tơi rơi đầy như trong âm nhạc. Đơn giản tối đa, nhưng cũng bày bàn thờ lễ gia tiên và mời vài người họ hàng, làng xóm, thân thuộc đến chứng kiến và cùng nhau ăn một bữa tiệc cưới đơn giản. Đám cưới đơn sơ như thế nhưng hai vợ chồng đã được hưởng hạnh phúc thật sự trong suốt mấy tháng sống ở đấy, ví như một tuần trăng mật kéo dài. Hai vợ chồng mới giúp ông chú bà thím trong công việc hàng ngày của đồn điền. Ít nữa là những công việc không nặng nhọc quá, vì cả hai trước đó đều sống ở thành phố là chính, đâu có quen với công việc ở nhà quê. Lúc đó con lên ba rồi, cậu mợ cũng rất mừng là con được sống trong hoàn cảnh thiên nhiên trong lành, con có chỗ tha hồ chạy nhảy trong vườn rộng. Lần đầu trong đời con được nhìn tận mắt con chuồn chuồn ban ngày và con đom đóm ban đêm. Trẻ con lớn lên ở đường phố tấp nập, làm sao biết được những con vật dễ thương trong thiên nhiên này. Sau này bà ngoại và mợ con nhắc mãi một mẩu chuyện về con lúc sống ở đồn điền đó. Một hôm đến lúc ăn trưa, không thấy con đâu cả.
gọi mãi cũng không thấy trả lời. Mọi người sợ quá chia nhau đi tìm trong vườn cây ăn trái. Cuối cùng thấy con trốn sau nhà, đang ngồi ăn quả mơ con hái trộm, vì mơ còn xanh chưa được hái. Mọi người không nhịn được cười vì mặt con nhăn nhó, vì quả mơ chua quá mà con vẫn cố ăn. Nhưng cuộc đời đẹp đẽ có khi nào kéo dài mãi được đâu. Chiến tranh dần dần lan rộng và quân đội Pháp cũng tiến đến gần đồn điền của ông chú. Đã nhiều lần trên đường đi chợ, mọi người phải nằm dạp xuống hai bên vệ đường vì máy bay Tây xà xuống thị uy, có khi bắn cả tràng liên thanh. Cũng may chưa thấy ai bị trúng đạn cả. Mấy tháng sau được lệnh của Ủy ban kháng chiến địa phương phải tàn cứ lần nữa vì quân đội Pháp đã gần kề, phải tiếp tục tiêu thổ kháng chiến. Đối với ông chú thì quyết định này rất khó thực hiện. Công lao suốt đời gây dựng lên được nhà cửa vườn tược, nay phải tự tay mình tiêu hủy đi, khó lắm chứ. Ông chú bảo mọi người cứ đi trước, rồi ông thu xếp nhà cửa sẽ đi sau. Nhưng ra đi lần đó cũng là lần giã biệt với ông chú. Mãi sau này mới được tin là ông đã bị Việt Minh giết vì bị kết án là Việt gian. Ông ở lại đồn điền và khi quân đội Pháp đến, họ đã đóng quân trong đồn điền của ông. Thời buổi đó, người dân sống trong vùng tranh tối tranh sáng, thấy mạng sống của mình như chỉ mảnh treo chuông, không biết lúc nào lãnh viên đạn của Tây hay của Việt Minh. Nếu ông chú không bị giết lúc đó, thì sau này cũng khó mà thoát khỏi cảnh bị đấu tố trong cải cách ruộng đất. Mỗi làng xã phải tìm ra vài địa chủ để làm dê tế thần, dù là của cải ruộng đất chưa đáng kể, để liệt vào thành phần địa chủ. Phải có đấu tố, phải có sự tử mới có thể in sâu vào đầu người dân thế nào là đấu tranh giai cấp, nền tảng của chủ nghĩa cộng sản dập khuôn theo kiểu tàu. Thế là con lại được chui vào ngồi trong cái thúng với chiếc chiếu khum khum trên đầu che nắng che mưa. Cả gia đình lại lên đường, lần này với mảnh giấy giới thiệu của Ủy ban kháng chiến Phú Thọ. Gia đình mình được chỉ định đến Phúc Yên. Tuần trăng mật của cậu mợ kéo dài được mấy tháng. Mấy tháng đẹp nhất trong cuộc sống vợ chồng thời loạn. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 9 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 10 với tựa đề Hồi cư Dinh Tê 1948. Mỹ Lan xin thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.